Mình tên là Trà My, mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mình làm liệu trình tại Korea thì cân nặng của mình là còn 42kg và bụng eo của mình là 60cm. Bản thân My thì quan niệm là thà đẹp nhân tạo còn hơn là xấu tự nhiên. Phương pháp đầu tiên My nghĩ đến đó là phải hút mỡ bụng thôi. Bởi vì hút mỡ bụng là cái phương pháp mà xuống cân nhanh nhất. Mà My thì lại rất là cần xuống cân nhanh. Bây giờ là mình nghĩ tới là mình phải hút mỡ bụng. Thì cái phương pháp hút mỡ bụng này thì nó là một cái đại phẫu là phải có gây mê, rồi phải dao kéo vô nữa thì nó rất là nguy hiểm. Thành ra My rất là sợ. Cũng may mắn là My tìm được một cái phương pháp giảm béo bên Korea. Thì cái phương pháp này thì không có hoàn toàn là không có đụng vô dao kéo, nhưng mà lại có được một cái kết quả rất là mỹ mãn. Và My đã tìm đến nơi đây và đã được các bác sĩ tư vấn. Mặc dù cái phương pháp này nó không có xuống cân liền một lúc giống như là mình hút mỡ bụng, nhưng mà là My thấy mỗi ngày là My đi tiểu ra thì là nó đào thải ra những cái váng mỡ đó. Thì My cảm thấy là người My nó nhẹ nhàng đi mỗi ngày như vậy. Mà cũng không ngờ là sau 2 tháng thì là My xuống được 11 cân luôn. Phương pháp này thì nó rất là an toàn cho sức khỏe. Nó không có xuống cân đột ngột giống như là mình hút mỡ bụng. Nhiều khi mà mình hút mỡ bụng vậy nó xuống cân liền một lúc như vậy thì bác sĩ có nói với My là nếu mà xuống cân đột ngột như vậy liền thì sức khỏe mình không có tốt. Còn cái phương pháp này thì nó xuống cân mỗi ngày như vậy thì nó thích hợp cho cái cơ thể của mình thì sức khỏe mình nó không có bị ảnh hưởng. Và My cảm thấy là bây giờ My rất là hài lòng với cái phương pháp giảm cân không có phẫu thuật ở bên Korea. Nếu như các bạn có cái thân hình quá khổ giống như My lúc trước á, và các bạn đã trải qua những cái phương pháp giảm cân mà không có hiệu quả thì các bạn đừng có ngại ngùng mà đến với thẩm mỹ Korea để làm cái phương pháp giảm cân giống My nha. My đã trải qua và sử dụng cái liệu trình giảm béo nơi đây thì My đã thành công rồi. Và My cảm thấy nơi đây là một cái nơi rất là uy tín và đáng tin cậy. Mỹ Korea, thương hiệu giảm béo số 1 Việt Nam. Gọi 1900 0361 0911 85 9999 hoặc inbox để được tư vấn.